Long Quang các bạn ạ. Các bạn ơi, hôm qua Phong Tôm đã gặp hacker chúa mặt vàng rồi. Hacker chúa mặt vàng bảo với mình là sẽ nhập 500 chiếc mặt nạ về để tặng cho các fan. Mà mình cũng thấy sốt ruột quá. Bây giờ mình đã đi đến nhà ông hacker chúa mặt vàng rồi. Bây giờ mình sẽ đi vào và tìm ông ấy và để lấy luôn mặt nạ về để tặng cho các bạn. Ông hacker mặt vàng ơi. Ông hacker mặt vàng ơi. Vàng gương à? Vâng, tôi đây. Ông đang làm gì đây? Đói quá. Sao đói giữa buổi chiều mà đói không? Tao có gì ăn đâu. Mới nay dịch bệnh, chả làm cái gì. Hay tôi đi quậy, ông hãy cơm một rộng về cho ông nhá. Đi bốc vái cho người ta mới hôm nay, có thể mặt mũi nó về đâu. Hay tôi phải gọi ông hacker một dọn về chăm sóc ông này. Chứ tình hình thế này không ổn rồi. Hay tôi đi nhá. Đi đâu? Rồi sang đây có việc gì? Chưa vội nói đã đi. Tôi sốt ruột từ hôm qua giờ. Ông bảo là ông nhập 500 chiếc mặt nạ về. Tôi đến đây để khuân 500 chiếc mặt nạ ấy về. Tao hứa tặng cho ngươi là ra sẽ tặng. Sốt ruột quá. Thế khi nào mới được không? Sao ngươi hỏi nhiều thế? Thì tôi sốt ruột. Bây giờ ta sẽ tu luyện để tặng cho ngươi. Tu luyện là ra mặt nạ luôn không? Ngươi ra ngoài tránh làm phiền ta. Thế ông nhanh đi nhá. Làm phiền ta, ta tàu hỏa nhập ma thì ngươi biết tay ta. Vâng, thì tôi đi ra ngoài đây. Nhưng mà ông ơi, ông phải nhanh lên đấy. Đừng có làm phiền. Suốt ngày đòi mặt nạ, không biết kiếp trước ta mặc lỡ thì nhà ngươi nữa. Nguyện năng hacker, mặt nạ hacker. Một chiếc mặt nạ bạc. Mệt quá. Mặt nạ xanh mờ lưu. Ui, mặt nạ hacker. Các bạn ơi, có hai cái mặt nạ rồi. Bóng tôm. Dạ. Nói thế thôi, ta mà tàu hỏa nhập ma, ngươi không có mặt nạ nữa đâu. Vâng, ông cứ tu luyện đi. Im cái mồm lại. Ông tu luyện tiếp đi ông. Các bạn ơi, nói bé thôi. Hacker mặt vàng đang sản xuất mặt nạ cho chúng ta đấy. Bạn nào thích mặt nạ hãy comment ở dưới để cho mình biết để hacker mặt vàng tặng cho các bạn nhá. Quyền năng hacker. Mặt nạ đỏ. Quyền năng của ta. Cháu nói này thì sức đâu mà luyện ra mặt nạ bây giờ. Nhiều mặt nạ quá các bạn ạ. Không được, mình phải tiến gần hơn rồi. Để mình vơ mặt nạ về thôi. Chết rồi,
Ôi, chết rồi. Ông ơi. Ông lên, để tôi. Cậu đi gặp. Cậu phải cứu thầy sư. Sao ông ăn cái gì mà làm thế? Ông ơi, cứu thầy sư. Ôi cơ thể xưa. Ôi. Vâng tôi. Vâng, lâu rồi không gặp ông. Hắc cơ chúa, người làm sao đây? Ông thể xưa, ông phải cứu ngay hắc cơ mặt vàng. Hắc cơ mặt vàng sắp chết rồi ông ạ. Hắc cơ mặt vàng làm sao mà ra đông đôi này? Lúc vừa tôi đến để xin mặt nạ ông ấy, nhưng mà ông ấy sẽ đang quá trình tu luyện. Ông cứ xin tôi lấy của ông ấy, thế là ông ấy bị tẩu hòa nhập ma hay sao ông ạ? Người đúng là hắc cơ chúa đang tu luyện mặt nạ, tập trung công lực, người vào quấy rầy đúng không? Đúng lỗi của tôi rồi ông ạ. Nhưng bây giờ phải làm sao để cứu được ông ấy không? Công lực của hắn đang cạn kiệt, bởi vì bị tẩu hòa nhập ma. Ta sẽ hồi phục công lực của hắn. Bây giờ ngươi phải về nhà lấy hết những chiếc mặt nạ hắn vừa tu luyện đến đây, để ta dùng chiếc mặt nạ đó phục hồi nguyên khí cho hacker chúa. Ngươi mau đi đi. Vâng, vậy tôi đi về lấy xong con đây. Hacker chúa, mau ngồi dậy. Ta sẽ phục hồi nguyên khí cho ngươi. Phong Tô đúng là một kẻ ngu dốt. Mà Tôn sợ lâu quá. Hãy cứu một vài. Ông chờ tôi. Ông sẽ không sao đâu. Hãy thôi mà. Ông sẽ không sao đâu. Hãy thôi mà. Mặt lạ đây rồi. Hãy cứu thầy sư. Ông phải cứu sống hay không mà nhá. Cứ như vậy không phải cách giải quyết. Hát cơ chúa đã bị tàu hóa nhập ma quá nặng rồi. Lẽ ra khi biết hắn bị tàu hóa nhập ma, Phong Tôn không được để hắn cử động. Vậy mà hắn lại làm như vậy. Bây giờ đã tàu hóa nhập ma quá nặng, không có mặt nạ thì không cứu được. À, Phong Tôn đây rồi. Mau mang mặt nạ đến đây. Mau mau, mau đem mặt nạ đến đây. Đây ông ơi, đây ông ơi, đấy, đấy là những chiếc mặt nạ mà vừa hay cơ chúa tu luyện ra đấy. Được rồi, ngươi mau tránh đi, nếu không ngươi sẽ bị công lực của ta làm trọng thương đấy. Vâng vâng vâng. Hách cơ chúa, ngươi đã hồi phục được phần công lực tao chưa? Ông ơi, ông ấy tỉnh rồi ông ạ. Phong Tôn, lúc ta đang luyện công, ngươi lại xông vào làm phiền ta, suýt nữa thì ta mất mạng. Ông ơi, tất như cái lịt rồi. Tại lúc vừa nhìn thấy mặt lạ, màu xanh, màu đỏ, màu bạc, tôi máu quá, nên tôi mới vào. Tôi xin ông. Máu mè cái gì? Ngươi mà còn như thế, còn lâu ta mới tặng mặt nạ ngươi. Tôi biết lỗi rồi ông ạ. Bây giờ đừng trách móc hắn nữa. Mau hồi phục lại sức khỏe rồi tính tiếp. Phong Tôn, mau đưa hắn về. Đã lâu nay dịch bệnh lan tràn, hạt cờ chúa đã mệt mỏi rất nhiều rồi. Vâng, người đưa ông ta về. Vâng, bây giờ tôi đưa ông hạt cờ chúa về đây. Đây là những chiếc mặt nạ còn lại, người có thể đem về tặng cho các fan rồi đấy. Vâng, thế bây giờ tôi đưa hạt cờ chúa về đây. Lần sau ngươi phải nhớ, khi tình trạng sức khỏe của hacker chúa không tốt thì không được để hắn ta luyện công, biết chưa? Vâng, cảm ơn ông, tôi đi về đây.